purtroppo. Ba chấm nước súp ông con pi chấm ngay và pi thịt con hơi chấm mến bật ăn hào và ngày phong đá cứ chăng thì mình muốn khai vào bao trang bị còn vậy bảy và quân nhóm của bông đá nơi không bật bà hảo nằm bấy à phơi scan nhà bạn mình xin city scan bạn vì đã không không được đâu chạm mà kia đào chỗ không biết nhóm người nơi này không bật và đào phải bật scan này quân kia mà nó mà hay lơ hiếu và màu màu buồn và bực lên những cái pattern rồi hay hôm bữa rồi hay đang coffee rồi phải qua hậu nít trong ngày thì quẹt đại học y dược cái lại đẹp nhom nãy nơi rất cứ có bài quẹt đại học y dược của Vân Nam mà thương mời mâu vì chắc là lấy nhưng mà đó lấy chỉ tại sự ở tập vì mình đóng eo chết rồi vùng vùng mô là vùng mô là miền là mê tuộc đây cái liệp căn chậm bột mới và căn lồng pê mới và mê tuộc cái liệp quả so mà bạn mà tạm vùng mô đang trăng mà bạn bà phải vào cái chết 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 nè khi ở tập vì mình đóng xem là trăm quan lời không ai vừa miền city scan nữa nè bạn, hay là echo, hay là chúng đào chụp chụp nó nằm bay rô à ha hộp à, hay đang rô cà phê hộp không, đời xa màu sáng ấy miền là quân chiêng, quạt màu chui vơi mà, ba nhóm dây ra vùng mô so so mê to ấy mấy nhóm nụ ba nụ tôi trăng chết đó là đại học y dược lấy tôi lấy nó ăn sạch mà không bay mình chan sân và quen nó cái gì mà và lấy mà trường đã bán là kêu à rồi sạch bay cơm tăm rồi cái mình bay chỉ cơm mông kia dạ có ăn ở đây rồi cơm gì cơm thường thế cơm tăm à, lấy để đâu không chết bi kêu rồi à, youtuber youtube bi à, không vậy à scan echo và knock từ nãy thế lớn nít rô cà phê không rô cà phê không
mấy cái bánh châu hàng cà phê này hả? I need coffee, iced coffee. I do. A little sugar. I need one glass of ice water. How hurt you? How much is it? 35,000. 35,000. So strong. You can say all coffee in here. Thank you. But then I can like it up. It's a blue one. Hey, coffee thick. Nice strong. Bán rồi mất, đã score rồi.
Mới đặt có khuôn dùng vô một tàn. Vô một tàn nó sẽ bạn hoặc nên là mình phê trắng cái đó. Chắc chắc và dịch tỏi rồi có favorite nên cái này tầm lại hạ hai cái này